Deji Mi tiết lộ đã giáp mặt bạn gái mới của Hồng Thanh. Mi khẳng định khi Hồng Thanh hạnh phúc thì mình cũng vui lây. Tối ngày 4 tháng 6 vừa qua, Deji Mi, Trương Tiểu Mi, sinh năm 1995, đã có mặt tại sự kiện ra mắt phim Móng Vuốt để ủng hộ bạn trai cũ Hồng Thanh, sinh năm 1994. Tại đây cô nàng gây chú ý với vẻ ngoài xinh xắn như công chúa và thoải mái giao lưu với truyền thông. Đặc biệt, Mi chia sẻ thêm thông tin mới về chuyện tình cảm của Hồng Thanh. Mi cho biết việc Hồng Thanh có người mới thì cô đã biết từ lâu rồi. Cô khẳng định mình luôn chúc phúc cho đối phương và mong Hồng Thanh mọi sự được trọn vẹn, được hạnh phúc thì bản thân cũng thấy vui lây. Khi được hỏi chia tay bao lâu thì biết bạn trai cũ có người mới, dejimi Mi ngại ngùng không nói rõ thời gian nhưng cô cho rằng có vẻ như đã có từ lâu. Ngoài ra cô cũng tiết lộ mình cũng đã gặp người mới này của Hồng Thanh và hai bên rất vui vẻ. Trước đó, vào tháng 5 năm 2024, Mi và Hồng Thanh đã trực tiếp chia sẻ về mối quan hệ sau chia tay trong một bài phỏng vấn. Lý do chia tay là vì hay cãi nhau và không còn tin tưởng đối phương nữa. Ban đầu, cặp đôi cũng thấy sự khi gặp lại nhau nhưng đã quyết định ngồi xuống để nói chuyện, làm bạn và sẵn sàng ủng hộ nhau. Mi cho biết, sau chia tay, chúng tôi cũng giống như bao cặp đôi khác, rất khó để vượt qua và cũng rất khó để nói chuyện với nhau. Nhưng đến cuối cùng, chúng tôi nghĩ xuất phát điểm cả hai đã tử tế với nhau và cả quá trình yêu nhau đã rất chân thành. Nên những vấn đề trong lúc quen nhau, chúng tôi đã giải quyết bằng cách dừng lại. Tôi nghĩ đến bây giờ tôi vẫn luôn tôn trọng anh Thanh và anh cũng vậy. Đó là lý do để chúng tôi tôn trọng nhau đến cuối cùng. Về phần Hồng Thanh, anh chàng khẳng định ngoài cái tình vẫn còn cái nghĩa nên cả hai đã cố gắng gặp lại và làm bạn. Hồng Thanh và Dejimi chính thức hẹn hò từ năm 2020 sau khi gặp gỡ trong một chương trình giải trí. Trong thời gian hẹn hò, cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện và làm content couple trên mạng xã hội. Đầu tháng 11 năm 2023, thông tin cặp đôi đã đường ai nấy đi sau 3 năm yêu khiến cư dân mạng xôn xao. Thời điểm đó, đại diện của Hồng Thanh và Dejimi xác nhận cả hai chia tay vào đầu năm 2023. Sau đó, cặp đôi cho nhau cơ hội qua lại xem có thể cùng với nhau đi tiếp không, nhưng vì hết duyên nên dừng lại trong vui vẻ. Thực tế, thời điểm chia tay chính xác là khoảng tháng 8.